Kính thưa các thầy cô trong chủ tọa đoàn, kính thưa các quý vị đồng nghiệp. Hôm nay thì tôi xin phép được chia sẻ một bài báo cáo liên quan lĩnh vực dược lâm sàng và hy vọng nó cũng sẽ giúp ích cho các nhà lâm sàng trong lĩnh vực hô hấp trong vấn đề sử dụng thuốc, đó là tương tác thuốc cần lưu ý trong thực hành lâm sàng các bệnh lý hô hấp. Phần trình bày của chúng tôi thì sẽ tập trung vào ba nội dung chính. Thứ nhất là tôi sẽ điểm qua về tầm quan trọng để chúng ta hiểu được là tại sao chúng ta phải quan tâm đến tương tác thuốc trong kê đơn. Thứ hai, tôi sẽ nói cái phần nó hơi phức tạp hơn một chút nhưng mà tôi nghĩ rất quan trọng để chúng ta hiểu hơn về tương tác, đó là cơ chế của tương tác thuốc theo cơ chế dược động học và cơ chế dược lực học. Và cuối cùng, quay trở lại thực hành lâm sàng thì chúng ta sẽ xử lý vấn đề tương tác này như thế nào, từ việc phát hiện, việc cảnh báo, xử trí và cuối cùng là dự phòng tương tác thuốc. Thì có lẽ là trong thực hành lâm sàng chúng tôi nghĩ là cái khó nhất mà bác sĩ William Osler đã đề cập với chúng ta cách đây hơn một thế kỷ trong thực hành y khoa, đó là vấn đề biến thiên giữa các cá thể trong sử dụng thuốc. Ở chúng ta nếu mà bệnh nhân nào mà chúng ta sử dụng thuốc mà nó cũng đáp ứng giống như nhau thì có lẽ thì chúng ta cũng không cần đến quá nhiều bác sĩ và cũng không cần đến các bác sĩ giỏi để chỉnh thuốc cho bệnh nhân. Cái khó nhất trong thực hành lâm sàng đó là khi chúng ta chọn được thuốc cho bệnh nhân rồi, chúng ta cho liều thì cái đấy là cái điểm cuối khâu cuối cùng chúng bác sĩ có thể làm được, nhưng cái mà chúng ta chờ đợi và bệnh nhân đều chờ đợi đó là liệu nó tạo ra hiệu quả điều trị ra sao và có tác dụng không mong muốn gì hay không. Cái con đường đó là một cái con đường rất là dài, và như vậy thì từ cái liều dùng chúng ta cho đến khi mà có những cái hiệu quả, những cái tác dụng như chúng ta nói, nó chịu sự chi phối của rất nhiều yếu tố khác nhau, thuốc dùng kèm, rồi thức ăn, rồi các cái tương tác của thuốc với enzyme, rồi hệ vận chuyển receptor trong cơ thể, và dẫn đến từ đó nó là nguyên nhân rất là quan trọng biến thiên dẫn đến sự biến thiên về tác dụng của thuốc giữa các mà trong thực hành lâm sàng chúng ta phải cá thể hóa điều trị để chỉnh thuốc, hay nói cách khác là chỉnh thuốc cho phù hợp với từng bệnh nhân. Và một trong những yếu tố mà liên quan đến cái vấn đề biến thiên đó trong thực hành, người ta hay nói đến tương tác thuốc. Để tương tác thuốc nó là theo định nghĩa đó là cái sự thay đổi về hiệu quả điều trị hay là thay đổi về tác dụng không mong muốn hay độc tính khi mà chúng ta sử dụng hai hoặc là nhiều thuốc đồng thời với nhau. Và vấn đề tương tác này thì thực sự là chúng ta trong thực hành thì nếu mà không biết các đồng nghiệp đã nhìn những quyển sách tra tương tác thuốc hay chưa, hay là những cái phần mềm cảnh báo tương tác thuốc, thì thực ra là chúng ta nhìn xong chúng ta lại rất là ngại bởi vì nó dày quá. Và nếu mà phần mềm cảnh báo tương tác thuốc thì nó gần như nhập cái đơn nào thuốc của chúng ta vào cũng có những cái cảnh báo làm chúng ta rất là hoang mang. Tuy nhiên trong thực tế thì chúng ta chỉ cần quan tâm những cái tương tác có ý nghĩa lâm sàng. May mắn thay thì cái số tương tác này nó lại rất là nhỏ, nó chỉ chiếm được khoảng 1% số tương tác mà chúng ta biết đến. Vậy tương tác có ý nghĩa lâm sàng là gì? Là những tương tác mà chúng ta bắt buộc phải có một cái action, phải có một cái hành động nào đó để chúng ta đảm bảo an toàn hay là hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Hoặc là chúng ta phải giám sát bệnh nhân được tốt hơn, hoặc là chúng ta phải hiệu chỉnh liều thuốc khi mà kê đơn đồng thời với nhau. Và có những cái tương tác thậm chí chúng ta không được phép phối hợp, chúng ta xếp nó vào hàng tương tác chống chỉ định. Vậy trên thực tế thì tương tác có hay gặp hay không? Câu trả lời là tìm thì sẽ thấy. Các cái thống kê về mặt dịch tễ thì cho thấy là có khoảng 5% các cái ADR mà chúng ta gặp ở trong bệnh viện ở trên bệnh nhân là nguyên nhân là do tương tác. Có khoảng gần 1% số bệnh nhân vào viện là liên quan đến những hậu quả do tương tác thuốc, cái đơn thuốc mà người ta sử dụng ở ngoại trú có những vấn đề liên quan đến ADR và người ta phải nhập viện điều trị. Và trong số mà các cái biến cố mà phòng tránh được, ngành y của chúng ta rất quan tâm đến cái gì và phải mà có thể phòng tránh được, tức là chúng ta điều chỉnh được, thì có khoảng 3% những biến cố bất lợi đó là ở bệnh nhân nội trú là liên quan tương tác thuốc. Như vậy vấn đề tương tác thuốc lại trở thành một vấn đề rất phổ biến trong thực hành lâm sàng. Trong lĩnh vực chuyên khoa hô hấp thì tôi lấy ví dụ như là một cái tổng kết ở trên khoảng 150 bệnh nhân viêm phổi cộng đồng, thì các tác giả thấy rằng là chúng ta phải hết sức dè dặt khi mà đặt bút kê đơn, chúng phải suy nghĩ về clarithromycin là một cái kháng sinh rất quan trọng trong điều trị viêm phổi cộng đồng, bởi vì chúng ta phải nhìn vào những cái thuốc mà bệnh nhân đang sử dụng và có thể có rất nhiều những thuốc mà bệnh nhân đang dùng đó có thể có tương tác với clarithromycin, ví dụ như các cái thuốc hạ mỡ máu nhóm statin, digoxin, rồi thuốc chống đông, rồi các cái thuốc chống co giật như carbamazepine hay là các thuốc chặn kênh canxi như là verapamil hoặc là diazem. Hay là những cái vấn đề mà liên quan đến đến tương tác thuốc ở bệnh nhân COPD chẳng hạn, thì chúng ta thấy là thường thì cái tương tác thuốc ít khi gặp với cái bệnh lý mà chúng ta đang có, chúng ta đang điều trị, tuy nhiên mà nó lại gặp có thể gặp với những cái bệnh lý mà bệnh nhân sẵn có. Và vấn đề chúng ta gặp ở đây đối với tương tác thuốc trong chuyên khoa hô hấp là vấn đề về nhiều bệnh lý, đa bệnh lý, mắc nhiều bệnh lý mắc kèm cùng một lúc,
từ đa bệnh lý dẫn đến đa thuốc, polypathology dẫn đến polypharmacy. Chúng ta cùng nhìn một cái đơn thuốc mà một bệnh nhân 80 tuổi, một bệnh nhân nữ 80 tuổi, COPD, GOD, siêu hấp, tăng huyết áp, bệnh mạch vành, rối loạn lipid máu, suy giáp, loãng xương, đau mãn tính, vân vân và vân vân, có rất nhiều các yếu tố và thuốc mà bác ấy phải sử dụng thì như vậy thực sự là nó quá nhiều, và ở đây những cái thuốc này nó có thể dẫn đến các cái tương tác và có thể đem lại hậu quả ở trên bệnh nhân. Ở trong thực tế khi mà các đồng nghiệp cập nhật thông tin, ví dụ tôi khi mà tôi chuẩn bị những cái bài này hoặc khi chuẩn bị danh mục tương tác thuốc ở bệnh viện chẳng hạn, thì có những cái tương tác thuốc thậm chí chúng ta khi tra y văn chúng ta cảm thấy giật mình vì chúng ta không biết đến nó. Ví dụ ở đây là cái tương tác giữa kali clorid đường uống, kaliorid chẳng hạn, một cái thuốc mà các anh chị cũng biết là sử dụng rất phổ biến với những bệnh nhân tim mạch, chúng ta bù để những bệnh nhân hạ kali máu, những bệnh nhân dùng lợi tiểu. Tuy nhiên nó lại có một cái tương tác chống chỉ định với các thuốc có hoạt tính ức chế cholinergic. Đấy, như vậy là cái lý do mới đầu tôi không biết những cặp tương tác này, nhưng mà lý do người ta cho đến là nếu sử dụng hai cái thuốc này phối hợp với nhau thì nó làm giảm sự di chuyển của kali clorid ở trong ống tiêu hóa, và nó dẫn đến là gì? Nó dẫn đến là có thể lắng đọng cái viên kali clorid ở đó, đặc biệt là dạng giải phóng kéo dài. Và khi mà lắng đọng ở đó thì nó giải phóng ồ ạt kali, nó gây loét, nó gây thùng tiêu hóa, và từ đó thì tương tác này là xếp vào hàng chống chỉ định. Và người ta có khuyên là nếu mà những bệnh nhân đang sử dụng các thuốc kháng cholinergic mà bắt buộc phải kê đơn kali thì tốt nhất là chúng ta phải sử dụng kali đường tĩnh mạch thay cho kali sử dụng đường uống, đặc biệt là tránh các dạng giải phóng kéo dài. Hay là thỉnh thoảng chúng ta gặp những cái công văn hoặc là những cái thông báo từ Bộ Y tế, nhiều khi các bác sĩ cũng không hay để ý đến, thì có những cái cập nhật mà cảnh báo về trong thông tin hướng dẫn sử dụng thuốc. Tôi lấy ví dụ năm 2013, khi mà FDA, sau khi FDA Hoa Kỳ có cảnh báo thì Cục Quản lý Dược có yêu cầu tất cả các cái hãng thuốc mà có sản phẩm có hoạt chất là simvastatin, tức là biệt dược là Zocor đấy, thì phải cập nhật thông tin về tương tác thuốc, và trong đó có những cái tương tác thuốc rất quan trọng chống chỉ định không được phối hợp simvastatin với hàng loạt các thuốc. Và những cái thuốc ở đây có những cái thuốc mà chúng ta sử dụng trong chuyên khoa hô hấp, ví dụ clarithromycin, ví dụ itraconazole, vân 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 vân, là những cái thuốc đấy là chống chỉ định không nên phối hợp. Hoặc là nếu có những cái thuốc mà nếu phối hợp được nhưng liều dùng của simvastatin không được quá 10 mg một ngày, ví dụ như là chúng ta dùng verapamil hoặc diazem, hay là những cái thuốc mà dùng dùng nếu dùng simvastatin thì liều simvastatin không được quá 20 mg một ngày, ví dụ chúng ta phối hợp với cocdarone hay là amlodipine chẳng hạn. Đấy, như vậy những cái thông tin như thế bắt buộc chúng ta phải cập nhật thường xuyên trong thực hành lâm sàng. Hay là có những cái cảnh báo từ các hội chuyên môn, mà các hội chuyên môn có thể không phải là chuyên môn hô hấp, nhưng có những cái thuốc mà là có thể chúng ta sử dụng trong bối cảnh bệnh nhân hô hấp chúng ta cũng phải cập nhật lưu ý. Ví dụ như là những bệnh nhân mà chúng ta có bệnh nhân mà bệnh lý hô hấp chẳng hạn, như là bệnh nhân có nền đái tháo đường đang sử dụng metformin, và bệnh nhân chúng ta muốn cho đi chụp cắt lơ vi tính có tiêm thuốc cản quang chứa iốt, thì trong trường hợp đó chắc chắn chúng ta phải để ý đến mức lọc cầu thận của bệnh nhân, và nếu mức lọc cầu thận của bệnh nhân dưới 30 trên ml trên phút thì người ta quy định là chúng ta phải dừng metformin trong vòng 48 giờ trước khi chụp, và sau đó chúng ta chỉ sử dụng lại metformin cho bệnh nhân sau khi chúng ta xét nghiệm chức năng thận trở về bình thường thì chúng ta mới được sử dụng lại thuốc. Điều này để được khuyến cáo để tránh những cái tác dụng phụ rất hiếm gặp nhưng mà có thể xảy ra nếu bệnh nhân chụp mà có tiêm thuốc cản quang liên quan đến độc tính của metformin là nhiễm toan lactic. Như vậy những cái ví dụ vừa rồi có lẽ là chắc các đồng ý nhiều cũng đồng ý với chúng tôi về cái tầm quan trọng của tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng. Chúng ta cũng không thể biết hết được, chúng ta không thể nhớ hết được, nhưng nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào và nó có thể ảnh hưởng đến bệnh nhân của chúng ta trong quá trình điều trị. Vì vậy chúng tôi chuyển sang phần thứ hai, đó là cơ chế tương tác thuốc. Thì tương tác thuốc thì nhìn chung nếu chúng ta nắm được cơ chế thì có lẽ là chúng ta sẽ nói chung chúng ta sẽ xử lý vấn đề nó sẽ tốt hơn. Thì nhìn chung tương tác thuốc người ta phân làm hai nhỏ loại chính. Loại thứ nhất là tương tác dược động học, tức là hai thuốc mà phối hợp với nhau nó làm ảnh hưởng hoặc là hấp thu hoặc là phân bố hoặc là chuyển hóa hoặc là thải trừ của cái thuốc bên cạnh, từ đó nó làm ảnh hưởng đến nồng độ của thuốc ở bên cạnh ở trong máu và ảnh hưởng tác dụng và độc tính của nó, thì người ta xếp nó là tương tác dược động học. Tương tác dược động học thì có một điểm rất khó nhớ với các bác sĩ là các thuốc trong cùng một nhóm thì tương tác nó lại không giống nhau, như vậy là chúng ta phải để ý một chút về mặt dược học, về mặt dược lý để nắm được cái sự khác biệt này. Và điểm thứ hai là tương tác dược lực học. Tương tác dược lực học tức là hai thuốc nó không làm thay đổi nồng độ của nhau nhưng mà hoặc nó hiệp đồng, hiệp đồng như ở đây là hiệp đồng tác dụng phụ, hay là nó lại đối kháng tác dụng làm giảm hoặc là mất tác dụng của nhau, thì người ta xếp được là vào là tương tác dược lực học.
Cái này thì rất dễ nhớ, bởi nếu nó đã đúng với một thuốc thì nó sẽ đúng với tất cả các thuốc ở trong cùng cái nhóm của nó. Thế tôi sẽ đi vào phân tích một số các cái tương tác chính mà chúng ta hay thường gặp ở trong thực hành lâm sàng. Đó, đầu tiên là giai đoạn hấp thu. Thì giai đoạn hấp thu thì các bác sĩ để ý giúp cho chúng tôi có một số các cái tương tác thuốc mà liên quan đến khi chúng ta cho bệnh nhân dùng cái gì có kim loại hóa trị 2 hoặc kim loại hóa trị 3, nó có trong các antacid, nó có ở trong các cái chế phẩm bồ tổng hợp, nó có chứa ở trong sữa. Thì khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc, ví dụ một số thuốc đặc biệt, ví dụ như kháng sinh quinolone, như levofloxacin chẳng hạn, nếu ta dùng đồng thời một mình trong máu thì nồng độ nó cao như thế này, nồng độ nó cao như thế này. Nhưng nếu dùng đồng thời cái levofloxacin với một cái chế phẩm có chứa canxi hoặc là một antacid có chứa nhôm thì gần như không có kháng sinh levo được hấp thu vào trong máu. Như vậy điều này rất quan trọng để chúng ta phải dặn dò bệnh nhân là cái khoảng thời gian uống thuốc chúng ta sẽ ưu tiên sử dụng kháng sinh trước, và thời gian ít nhất cách là 2 giờ để kháng sinh hấp thu xong vào máu, sau đó chúng ta mới sử dụng các cái thuốc có chứa ion kim loại. Loại tương tác thứ hai giai đoạn hấp thu chúng tôi lưu ý đó là tương tác với những cái thuốc ức chế bài tiết axit. Ở đây là một ví dụ rất điển hình, đó là một cái thuốc kháng nấm. Bình thường nếu mà dùng một mình thuốc kháng nấm, ví dụ ketoconazole, thì nồng độ trong máu cao như thế này. Nhưng nếu chúng ta phối hợp với một thuốc ức chế H2 như là ranitidine chẳng hạn, thì gần như không có thuốc kháng nấm hấp thu vào trong máu. Vậy câu hỏi đặt ra là tại sao? Câu trả lời là các cái thuốc mà kháng nấm, một số thuốc kháng nấm, nó rất khó tan và nó cần axit dịch vị, pH axit để hòa tan. Và như vậy nếu mà chúng ta sử dụng các thuốc ức chế bài tiết axit như kháng H2, như là thuốc ức chế bơm proton, thì các cái thuốc đấy không tan được và nó không hấp thu được. Vì thế thì trong thực hành lâm sàng, nếu các bác sĩ đang điều trị những cái thuốc mà là ức chế bơm proton và ức chế bài tiết axit, thì chúng ta muốn kê đơn thuốc kháng nấm, ví dụ nấm phổi chẳng hạn, thì trong trường hợp đấy chúng ta nên tránh itraconazole, và chúng ta có thể cân nhắc nếu điều kiện, nếu mà có cùng chỉ định thì fluconazole hoặc là voriconazole, những cái azole mà nó có gắn fluor vào trong phân tử, độ tan của nó tốt hơn, nó không phụ thuộc vào pH axit, có thể là một lựa chọn thay thế phù hợp. Ở lại tương tác thứ ba liên quan tương tác ở giai đoạn hấp thu, đó là liên quan đến protein vận chuyển. Chúng ta biết ở ruột thì có tế bào niêm mạc ruột thì nó có những cái protein vận chuyển từ niêm mạc ruột vào trong máu, nhưng ngược lại lại có những protein mà nó lại tống thuốc từ máu quay trở lại ruột, và từ đó nó làm giảm sinh sản dụng của thuốc. Ví dụ rất là điển hình là bệnh nhân đang dùng digoxin, nếu chúng ta điều trị lao phổi mà có rifampicin đấy, thì bình thường thì nồng độ thuốc của digoxin trong đây bình thường là nồng độ digoxin trong máu như này, nhưng mà nếu mà dùng kèm rifampicin thì nồng độ trong máu nó giảm đi còn một nửa. Như vậy thì chúng ta phải tăng liều digoxin lên gấp đôi nếu chúng ta muốn duy trì hiệu quả điều trị. Lý do là bởi vì rifampicin nó hoạt hóa, nó làm tăng các cái tổng hợp các cái bơm tống thuốc ở trên màng tế bào của niêm mạc ruột, và từ đó nó tăng đỡ tống thuốc, tăng đẩy thuốc và giảm sinh sản dụng của digoxin. Giai đoạn thứ hai tôi muốn nói đến đó là tương tác ở giai đoạn phân bố. Lúc này thuốc đã vào máu và nhiệm vụ của nó là nó phải liên kết với cả protein huyết tương, và chúng ta biết rằng là dạng tự do không liên kết với albumin thì mới có tác dụng. Tôi có một cái ca lâm sàng. Một bệnh nhân thì tất nhiên là có thể mắc bệnh hô hấp COPD, nhưng mà bệnh nhân này đang là bị mắc đái tháo đường kèm đái tháo đường type 2 và được điều trị duy trì bằng metformin kết hợp với glycyrrhizin để kiểm soát đường huyết rất là ổn. Bây giờ bệnh nhân chúng ta thấy là có nhiễm trùng bàn chân và nó là MRSA cộng đồng, thì thông thường nó nhạy cảm với cotrimoxazole. Các bác sĩ không muốn dùng đến vancomycin và nó nhạy với cotrimoxazole nên kê thêm Bactrim cho bệnh nhân. Vậy có nguy cơ gì xảy ra hay không? Câu trả lời là trong trường hợp này chúng ta phải hết sức lưu ý đó là đến cái phần mà liên quan đến tương tác thuốc cạnh tranh với cả protein huyết tương và những cái thuốc mà chuyên đi đẩy các thuốc khác, ví dụ như các thuốc chống viêm không steroid, cotrimoxazole và các thuốc hạ mỡ máu nhóm fibrat như fenofibrat. Thì khi mà chúng ta phối hợp với các thuốc chống đông kháng vitamin K hay là thuốc đã điều trị đái tháo đường nhóm sulfonylurea như là glycyrrhizin, hay là khi mà chúng ta điều trị methotrexate chẳng hạn, thì chúng ta phải hết sức lưu ý là những cái thuốc này nó sẽ đẩy những cái thuốc chống đông, thuốc điều trị đái tháo đường và methotrexate ra khỏi liên kết, và hậu quả sẽ làm tăng tác dụng và tăng tác dụng không mong muốn và độc tính của những thuốc này. Trong trường hợp này, câu trả lời của chúng tôi đã được kiểm chứng qua cái tổng kết về mặt lâm sàng. Người ta thấy là khi phối hợp cotrimoxazole với các thuốc sulfamid hạ đường huyết thì nguy cơ tụt đường huyết nó tăng lên gấp khoảng 4 lần. Như vậy chúng ta phải giám sát bệnh nhân rất chặt chẽ về nguy cơ hạ đường huyết để chúng ta có thể điều chỉnh liều phù hợp trong thời gian mà chúng ta điều trị sử dụng cotrimoxazole cho bệnh nhân.
tôi sang cái tương tác ở giai đoạn thứ ba, đó là tương tác sự động học, giai đoạn chuyển hóa. Của bệnh nhân hen phế quản thì các bác sĩ cho điều trị xịt budesonide trong liên tục, và bệnh nhân thì hiện nay có phát hiện là ở bên da liễu thì phát hiện có nhiễm nấm móng, nấm da, và được kê đơn thêm itraconazole. Câu hỏi đặt ra là sẽ có vấn đề gì cần phải quan tâm hay không? Câu trả lời là có những cái ca lâm sàng đã được công bố ở trong y văn về hội chứng cướp sinh kể cả khi mà chúng ta sử dụng corticoid đường sông hít như là budesonide, khi chúng ta kết hợp với cả các thuốc kháng nấm đường uống. Lý do tại sao? Lý do là nó liên quan đến quá trình chuyển hóa thuốc ở gan, và chúng ta biết là thông thường thì qua quá trình chuyển hóa thuốc thì thường các thuốc sẽ mất hoạt tính. Một số trường hợp thì nó mới tạo ra cái dẫn chất có hoạt tính, và một ít trường hợp thì tạo ra dẫn chất chuyển hóa có độc tính. Và cái enzyme chuyển hóa thuốc chính ở trong cơ thể ở đây thì là các citrochrome P450, chúng ta hay gọi tắt là SIP. Và cái enzyme quan trọng nhất mà chuyển hóa đến 1/3 số thuốc dùng ở trong lâm sàng đó là SIP3A4. Thì quay lại cái ví dụ mà budesonide và itraconazole thì ở đây chúng ta gặp một cái tương tác thuốc là ức chế enzyme. Những cái thuốc ức như itraconazole thì nó có cái cơ chế là nó ức chế cạnh tranh, hoặc là thậm chí nó là cơ chất người ta gọi là kiểu tự tử, nó vào nó ức chế không thuận nghịch cái enzyme chuyển hóa thuốc ở gan. Và những cái chất ức chế mạnh ngoài các azole chống nấm thì còn có các kháng sinh macrolide, các cái chất ức chế protease trong điều trị ở HIV hoặc là điều trị viêm gan C chẳng hạn. Những cái thuốc này thường ức chế SIP nó xuất hiện rất là nhanh, trừ chỉ sau dùng thuốc khoảng một vài giờ đến một ngày là bắt đầu có tác dụng, và thường nó chỉ ức chế một loại SIP thôi, ví dụ nó ức chế SIP 3 4 chẳng hạn. Và nếu mà muốn mất cái tác dụng ức chế này thì chúng ta phải tính là phải sau khi chúng ta ngừng thuốc khoảng 3 đến 4 lần thời gian bán thải của thuốc. Ví dụ itraconazole thời gian bán thải là một ngày thì khoảng sau 3 đến 4 ngày nó mới hết tác dụng ức chế. Ngược với tác dụng ức chế là tác dụng cảm ứng. Có những thuốc thì nó lại kích thích cho gan tổng hợp rất nhiều enzyme chuyển hóa thuốc, đó là trường hợp những thuốc như là rifampicin. Và trong trường hợp ví dụ như bệnh nhân chúng ta điều trị nấm phổi bằng voriconazole mà bệnh nhân trên nền một bệnh nhân lao phổi cũ có tái phát, chúng ta dùng phác đồ rifampicin chẳng hạn, thì nguy cơ thất bại điều trị với voriconazole là rất cao, bởi vì rifampicin nó cảm ứng enzyme và nó làm tăng chuyển hóa voriconazole. Những cái chất cảm ứng enzyme quan trọng bao gồm rifampicin, một số các thuốc chống co giật như carbamazepine, phenobarbital, efavirenz điều trị HIV, và đặc biệt là khói thuốc lá. Đặc biệt trên những bệnh nhân nghiện thuốc thì nghiện thuốc lá nặng thì thường cái tác dụng của thuốc nó giảm đi rất nhiều. Các cái thuốc này thì đều làm cảm ứng enzyme, làm tăng số lượng enzyme chuyển hóa thuốc. Thường nó sẽ cảm ứng rất nhiều enzyme chuyển hóa thuốc ở gan chứ không phải chuyển hóa cảm ứng một loại. Và có một điểm lưu ý là ngược với tác dụng ức chế thì sử dụng cái chất mà gây cảm ứng thì nó không làm xuất hiện tác dụng ngay, mà thường là sau vài ngày đến một tuần thì cái tác dụng làm mất giảm tác dụng của cái thuốc bên cạnh nó mới xuất hiện. Và khi chúng ta ngừng cái thuốc gây cảm ứng đi thì cũng phải 2-3 tuần sau, khi gan trở về hoạt động bình thường thì lúc đấy tác dụng cảm ứng enzyme mới mất đi. Như vậy là tương tác thuốc ở gan là cái tương tác thuốc quan trọng nhất, thì tôi xin phép là phân biệt nói thêm một kỹ một số các cái tương tác thuốc mà các bác sĩ hô hấp cần lưu ý, đó là các thuốc azole chống nấm. Các azole chống nấm thì kinh điển là ức chế rất mạnh SIP3A4, như vậy nó ảnh hưởng rất nhiều đến các thuốc mà chúng ta đang dùng. Và thêm vào đó, đối với fluconazole và voriconazole thì nó ức chế thêm CYP2C9. Vì thế thì nếu bệnh nhân đang sử dụng các thuốc kháng vitamin K, ví dụ xanh rom hoặc là warfarin, thì các bác sĩ hãy hết sức lưu ý tương tác với cả fluconazole hoặc là voriconazole. Nhóm thuốc thứ hai mà cũng ức chế enzyme chuyển hóa thuốc đó là kháng sinh macrolide. Và chúng ta có rất nhiều tương tác chống chỉ định với cả clarithromycin và erythromycin. Nhóm này nó hơi lạ một chút, là eri và clarithromycin thì ức chế CYP3A4 rất mạnh, nhưng azithromycin thì không ức chế CYP3A4. Như vậy thì tôi không nói rằng là chúng ta hoàn toàn cứ phải chuyển sang azithromycin để sử dụng. Tuy nhiên nếu mà có chỉ định cùng chỉ định lâm sàng, mà nếu trên những bệnh nhân có khả năng xuất hiện tương tác thuốc thì chúng ta ưu tiên sử dụng azithromycin hơn là clarithromycin để tránh tương tác. Nhóm thứ ba tôi muốn phân tích đó là kháng sinh quinolone. Kháng sinh trong ba kháng sinh quinolone thì levo và moxifloxacin thì không có tương tác thuốc ở trên cái SIP 3 chuyển hóa thuốc, nhưng ciprofloxacin thì nó lại ức chế SIP 1A2, mà SIP 1A2 thì thường chuyển là enzyme chính chuyển hóa theophyllin.
Vì vậy những bệnh nhân mà COPD hoặc là hen phế quản mà chúng ta bắt buộc phải sử dụng theophylline thì nếu phải sử dụng thêm kháng sinh quinolone thì chúng ta cân nhắc chuyển sang sử dụng levofloxacin thay cho sipofloxacin để tránh những cái tác dụng không mong muốn hoặc là độc tính của theophylline khi phối hợp hai kháng sinh này với nhau. Nhóm thứ ba chúng tôi muốn phân tích kỹ, cái này không thuộc hô hấp nhưng mà chuyên khoa hô hấp có thể kê đơn rất là nhiều trên những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, đó là nhóm statin. Nhóm statin thì chúng ta nhìn vào đây thì thực ra nó cũng khác nhau rất nhiều về mặt sử dụng học. Đối với atorvastatin và simvastatin thì hai thuốc này được chuyển hóa chính qua CYP3A4 nên nó bị chịu ảnh hưởng của tương tác thuốc rất nhiều. Vì vậy thì khi mà các bác sĩ kê đơn những cái thuốc mà gây ức chế CYP3A4 thì cũng để ý xem bệnh nhân có dùng atorvastatin và simvastatin hay không. Pravastatin và rosuvastatin thì không chuyển hóa qua CYP. Thế như vậy trong trường hợp mà nếu mà chúng ta bắt buộc phải kê đơn những cái thuốc ức chế CYP3A4 như clarithromycin chẳng hạn thì chúng ta có thể cân nhắc nếu mà lựa chọn thuốc mà hạ lipid máu chúng ta có thể cân nhắc sử dụng rosuvastatin thay cho atorvastatin hoặc là simvastatin. Vậy tôi đã trình bày xong cái phần liên quan tương tác dược động học. Phần thứ hai tôi sẽ trình bày với các đồng nghiệp đó là tương tác dược thực học. Tương tác dược lực học, một ví dụ, tôi có một bệnh nhân COPD, đái tháo đường, tăng huyết áp và suy tim. Suy tim thì thông thường thì bệnh nhân hay được sử dụng là thuốc ức chế thụ thể như là telmisartan và một thuốc lợi tiểu kháng aldosterone như là spironolactone. Vậy thì khi mà nói đến cái lâm sàng này thì tôi muốn đề cập đến cặp tương tác dược lực học, có nghĩa là gì? Là 1 cộng 1 bằng 2, 1 cộng 1 bằng 3, tức là chúng ta có thể hiệp đồng, nhưng mà đây là hiệp đồng tác dụng phụ của thuốc, hay là thậm chí là đối kháng tác dụng, hai thuốc đối kháng tác dụng của nhau, phối hợp lại, làm triệt tiêu, làm giảm hoặc mất tác dụng của nhau. Và tôi muốn đề cập đến bốn cái tương tác mà chúng ta rất thường gặp, họ có hậu quả trên lâm sàng. Một là tương tác làm tăng kali máu, hai là tương tác làm tăng nguy cơ xuất huyết, ba liên quan hội chứng serotonin, và cuối cùng là loạn nhịp, gây xoắn đỉnh. Trở lại các lâm sàng lúc nãy, thì như vậy là người ta thấy ở về mặt dịch tễ học thì người ta ghi nhận một cái tỷ lệ mà sau khi chúng ta phối hợp phác đồ các thuốc ức chế men truyền, các thuốc chặn thụ thể với cả spironolactone thì tình hình suy tim được cải thiện rất là nhiều, nhưng mà tỷ lệ bệnh nhân suy tim phải cấp cứu lại tăng kali máu thì tăng lên rõ rệt sau khi mà chúng ta phối hợp phác đồ này. Vậy thì tăng kali máu là chính là hậu quả mà chúng ta cần phải lưu ý khi phối hợp thuốc, nó đặc biệt để ý cho những bệnh nhân tuổi cao, bệnh nhân đái tháo đường mà chúng ta chưa kiểm soát được tốt đường huyết, bệnh nhân suy tim, đặc biệt là suy tim mất bù, bệnh nhân có giảm khối lượng tuần hoàn, và những bệnh nhân có bệnh lý thận, đặc biệt là những cái bệnh nhân có bệnh thận mạn, thì đấy là những cái bệnh nhân có nguy cơ rất cao khi mà chúng ta phối hợp các thuốc làm tăng kali. Vậy câu hỏi đặt ra là những thuốc nào làm tăng kali máu? Thì trên sơ đồ này tôi thấy là nó thể hiện rất rõ kali máu được điều hòa chủ yếu bởi hệ renin, angiotensin, aldosterone. Và nếu chúng ta sử dụng những cái thuốc mà can thiệp vào hệ này thì có hậu quả cuối cùng sẽ làm tăng kali máu. Đó là NSAID, đó là chặn beta, đó là những thuốc ức chế miễn dịch ở bệnh nhân thải ghép. Đó là các thuốc ức chế men truyền, các thuốc chặn thụ thể AT1, hay là một số thuốc chống đông, hay là đó là những cái thuốc kháng aldosterone lợi tiểu, tiết kiệm kali, ví dụ như là spironolactone. Và cuối cùng nó là thành phần thimetoprim trong colchicoxazone. Như vậy đây chính là những cái thuốc làm tăng kali máu chúng ta phải để ý. Vì thế thì có lẽ thái độ tiếp cận của chúng ta đối với những cái tương tác này đó là chúng ta cố gắng, chúng tôi nghĩ NSAID là cái vấn đề rất quan trọng, cái lưu ý khi kê đơn, thực sự chúng ta chỉ kê đơn khi thực sự cần thiết, bởi vì một cái hậu quả lâu dài chúng ta không nhìn thấy đó là tăng kali máu kê đơn NSAID. Thứ hai là phải theo dõi rất chặt kali máu khi chúng ta kê đơn có tương tác, ngừng bổ sung kali không có, và chú ý các thực phẩm có giàu kali, chúng ta không có khái niệm là cho lợi tiểu là bù kali, hết sức là để ý cẩn thận. Thứ ba là chú ý liều của các thuốc là đã biết tăng kali máu, đặc biệt ví dụ như với spironolactone thì liều điều trị không nên vượt quá 25 mg một ngày với suy tim. Kiểm soát tốt đường huyết cũng sẽ giúp là cải thiện kali máu rất nhiều, và cuối cùng là theo dõi chặt chẽ chức năng thận thông qua mức lọc cầu thận, đặc biệt các bệnh nhân cao tuổi và các bệnh nhân có khối lượng cơ giảm khi các bác sĩ kê đơn những cái thuốc làm tăng kali máu. Tương tác thứ hai chúng tôi lưu ý đó là tương tác xuất huyết. Xuất huyết thì nó liên quan bộ ba NSAID, chống đông, chống kết tập tiểu cầu. Nếu phối hợp các cái thuốc này với nhau thì nguy cơ xuất huyết sẽ tăng lên, và nếu phối hợp các thuốc này với một trong các thuốc sau đây, ví dụ thuốc chống trầm cảm, ức chế tái thu hồi serotonin, ví dụ như Prozac hay là corticoid, hay là các dược liệu mà chúng tôi gọi là dược liệu 3G như là tỏi, nhân sâm, bạch quả, thì nguy cơ xuất huyết sẽ tăng lên.
Vì thế thì cái thái độ của chúng ta nếu tiếp cận đó là chúng ta đánh giá bệnh nhân rất cẩn thận. Nguy cơ xuất huyết sẽ tăng lên trên những bệnh nhân nặng, trên những bệnh nhân có tiền sử ở loét, những bệnh nhân có tuổi cao, những bệnh nhân bắt buộc phải sử dụng liều cao thuốc, ví dụ liều corticoid, sử dụng kéo dài NSAID hoặc corticoid thì là những bệnh nhân có nguy cơ cao. Và trong trường hợp đấy thì có lẽ chiến lược bảo vệ dạ dày bằng các thuốc ức chế bơm proton là chúng ta phải cân nhắc đến. Tương tác thứ ba chúng tôi lưu ý đó là chúng tôi có một ví dụ, cái này không biết các bác sĩ có hay nhận, có hay thường gặp hay không, nhưng nó nhiều khi nó rất là bất ngờ. Một bệnh nhân nữ cao tuổi sử dụng điều trị viêm phế quản bội nhiễm ngoại trú bằng co-amoxiclav, được giảm ho bằng codeine hoặc là dexamethasone. Sau đó trên nền một bệnh nhân sử dụng cả một cái thuốc điều trị chống trầm cảm, rồi diazepam, rồi bổ sung canxi, rồi pantoprazole, rồi bảo vệ, rồi dùng thuốc chống kết tật tiểu cầu aspirin. Nhưng mà từ chiều hôm sau khi dùng thuốc này được mấy hôm thì bệnh nhân có những cái cơn run kích động và sốt cao và không đáp ứng với hạ nhiệt. Ở đây trong trường hợp này thì có thể chúng ta gặp một cái hội chứng cường serotonin. Biểu hiện serotonin quá mức ở não với các biểu hiện lâm sàng là kích cứng cơ, kích động, tăng phản xạ, tăng thân nhiệt và biến chứng rất là nặng nề. Trường hợp này thì có lẽ là chuyên khoa hô hấp chúng ta sẽ không đóng vai trò xử trí chính, cấp cứu sẽ là xử trí cho bệnh nhân. Tuy nhiên tôi lưu ý cái danh sách các thuốc làm có nguy cơ làm cường serotonin mà chúng ta phải hết sức lưu ý khi phối hợp. Và đây thì không thể nhớ, không thể thuộc lòng được, bởi danh sách các thuốc này thuộc về nhiều nhóm thuốc khác nhau. Chúng ta có các thuốc chống trầm cảm, các thuốc chuyên khoa tâm thần, các thuốc chống động kinh, các thuốc giảm đau như tramadol, các thuốc chống nôn, các thuốc rồi các thuốc ví dụ như các thuốc bệnh nhân vừa dùng lúc nãy, ví dụ thuốc giảm ho như dexamethasone, hay là thuốc mà chúng ta có thể gây gần đây trong chuyên khoa hô hấp đó là kháng sinh linezolid. Như vậy những cái thuốc đó là những cái thuốc mà người ta khuyên tránh khi phối hợp với nhau để tránh hội chứng serotonin. Và cái tác dụng phụ, cái hậu quả cuối cùng trong cái tương tác dược lực học tôi phân tích đó là tương tác kéo dài khoảng QT gây xoắn đỉnh. Cái kinh nghiệm mà tôi có thể nhìn chia sẻ trong y văn, bệnh nhân này tử vong, một bệnh nhân không có vấn đề gì đặc biệt, nhiễm trùng hô hấp trên có kèm theo nhiễm nấm âm đạo cách đây lâu rồi, cách đây gần 30 năm, được kê cefuroxim, kháng histamine là tecphenidine và ketoconazole đường uống để điều trị nấm. Như vậy sau đó thì bệnh nhân xoắn đỉnh, rung thất và tử vong. Thế thì có lẽ là kéo dài khoảng QT là cái mà thực sự chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc trong thực hành, mặc dù nó thuộc về chuyên khoa tim mạch. Nguy cơ bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân có nhịp chậm hoặc là sử dụng các thuốc làm chậm nhịp tim, những bệnh nhân có rối loạn điện giải, đặc biệt là hạ kali máu hay là dùng các thuốc lợi tiểu hạ kali, những bệnh nhân mà sau nhồi máu cơ tim cấp hoặc là bệnh nhân suy tim có phân suất đông máu giảm, hoặc là ở những bệnh nhân có tương tác với những cái thuốc kéo dài khoảng QT, đặc biệt khi mà chúng ta đặt bút kê thuốc azole, thuốc kháng sinh macrolide hoặc các thuốc chống trầm cảm, hay là những bệnh nhân mà cũng kéo, những cái thuốc mà kéo dài khoảng QT cần phải chỉnh liều trên bệnh nhân suy thận nhưng chúng ta quên không chỉnh liều, ví dụ như levofloxacin hoặc fluconazole, và cuối cùng là khi chúng ta phối hợp các thuốc kéo dài khoảng QT. Các thuốc kéo dài khoảng QT thì thực sự cũng như là bên serotonin, chúng ta tôi nói thật là tôi không học thuộc lòng được, nhưng mà có lẽ là nó bởi vì nó thuộc rất nhiều cái nhóm thuốc khác nhau, và tôi ở đây tôi có nhấn mạnh một số các thuốc mà chúng ta có thể hay kê ở trong chuyên khoa hô hấp hoặc các chuyên khoa trên bệnh nhân hô hấp có các bệnh lý khác, ví dụ amiodarone, ví dụ kháng sinh nhóm macrolide như clary hoặc azithromycin, kháng sinh quinolone như levo hoặc mosifluzacin, các thuốc kháng nấm nhóm azole như itraconazole, thuốc chống nôn như domperidone, một số thuốc chống loạn thần, một số thuốc chống trầm cảm. Đấy là những cái thuốc mà có thể liên quan đến kéo dài khoảng QT. Đấy. Mà khi kéo dài khoảng QT thì có lẽ thái độ xử trí của chúng ta là gì? Thứ nhất là chúng ta chú ý nếu chúng ta các cái thuốc danh mục các cái thuốc gây tương tác, và tốt nhất là chúng ta không nên phối hợp các thuốc có kéo dài khoảng QT với nhau. Thứ hai, theo dõi nếu bắt buộc phải phối hợp thì phải theo dõi rất kỹ điện tâm đồ và đặc biệt để ý các cái kết quả xét nghiệm bệnh nhân nhịp chậm hoặc là có rối loạn điện giải. Và ở đây có một cái thang điểm chúng tôi thấy là tương đối hữu ích cho thực hành lâm sàng. Dựa trên tuổi, dựa trên giới tính, sử dụng thuốc lợi tiểu, tuổi quai, kali máu hạ dưới 3,5, điện tâm đồ có biến khoảng QT trên 450 mili giây, rồi có phối hợp các thuốc kéo dài khoảng QT với nhau, và nếu thang điểm này mà từ 11 điểm trên 21 điểm trở lên thì bệnh nhân có nguy cơ cao xuất hiện xoắn đỉnh.
Và trong trường hợp đó chúng ta phải hết sức cân nhắc, thậm chí chúng ta nên tránh phối hợp các thuốc kéo dài hoặc QT. Ở phần cuối cùng của tương tác từ thực học, tôi muốn để ý đến hai cái loại tương tác mà chúng ta có thể gặp ở trong thực hành hô hấp, đó là đối kháng tác dụng hoặc là hiệp đồng tác dụng của nhóm mà thuốc tim mạch với cả NSAID. Cái nhóm thuốc này thực sự là cái nhóm NSAID, tôi xin nhấn mạnh là nhóm thuốc thực sự rất là khó dùng, bởi vì khi mà phối hợp thuốc với thuốc ức chế men truyền hoặc các thuốc chặn thụ thể hay các thuốc lợi tiểu, ví dụ như furosemide, thì nó sẽ gây, nó có hai cái tác dụng mà ngược chiều nhau. Chúng ta biết là các cái thuốc NSAID thì nó làm co động mạch đến và nó làm từ đó, và các cái thuốc mà chúng ta đang dùng, ví dụ ức chế men truyền rồi lợi tiểu, thì nó làm giãn động mạch đi ở cầu thận, và như vậy nó làm giảm áp lực lọc cầu thận. Và từ đó nếu phối hợp các thuốc này với nhau thì chúng ta phải để ý đến có thể nguy cơ suy thận cấp, bởi vì nó làm giảm áp lực lọc cầu thận. Và đồng thời NSAID nó cũng làm giảm tác dụng với cơ chế tương tự, thì nó làm giảm rất nhiều tác dụng hạ huyết áp của các cái thuốc mà chúng ta vừa đề cập. Cái loại tương tác thứ hai mà chúng ta để ý đến đó là tương tác với quinolone và corticoid. Tổng kết cái biến cố bất lợi mà chúng ta ngại nhất đó là đứt gân, biến cố trên gân. Và tổng kết dữ liệu của FDA thì cho thấy là khi nguy cơ đứt gân sẽ tăng lên rất nhiều với tất cả các kháng sinh nhóm quinolone khi chúng ta kê đơn ở trên bệnh nhân cao tuổi và khi phối hợp cùng với cả corticoid đường toàn thân. Vì thế thì khuyến cáo của cơ quan quản lý thuốc châu Âu năm 2018 cũng đã nhấn mạnh là khi chúng ta phối hợp với cả kháng sinh quinolone với corticoid thì chúng ta đặc biệt nên tránh phối hợp hai thuốc này với nhau trên những bệnh nhân cao tuổi, những bệnh nhân suy thận hoặc là những bệnh nhân ghép thận, vì nguy cơ tổn thương gân rất là cao trên những đối tượng này. Như vậy thì tôi đã xong cái phần khó nhất, nhưng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng để chúng ta hiểu hơn về phần tương tác. Và tôi sẽ phần cuối cùng của bài thì chúng tôi mới trao đổi với các đồng nghiệp về quản lý tương tác thuốc. Câu hỏi đặt ra của chúng ta là liệu tương tác thuốc có thể phòng tránh được hay không? Bởi vì tất cả những cái tương tác thuốc mà tôi vừa trình bày ở trên, nó là tương tác thuốc là lý thuyết, nó nằm trong các cái sách tra cứu về tương tác thuốc. Nhưng thực hành lâm sàng, các bác sĩ của chúng ta lại quan tâm là liệu từ cái lý thuyết đấy nó có xuất hiện những cái ADR hay là những cái bất lợi trên bệnh nhân hay không. Vì thế thì nhiệm vụ của chúng ta có lẽ là làm sao để cho cái phần lý thuyết đấy nó không trở thành hậu quả xảy ra trên bệnh nhân. Từ đó thì theo muốn phòng tránh được tương tác thuốc thì chúng ta phải đặt các cái tấm chắn khác nhau để cho cái đường này nó không trở thành đường thẳng và từ đó nó không tạo ra những cái hậu quả bất lợi cho người bệnh. Vậy những cái tấm chắn đó là gì? Tấm chắn đầu tiên để chúng ta biết về tương tác thuốc đó là thực sự chúng ta phải quan tâm trong tờ hướng dẫn sử dụng, chúng ta quan tâm đến những phần liên quan tương tác. Và tôi xin nhấn mạnh lại là trong tờ hướng dẫn sử dụng có lẽ phần chống chỉ định, tôi nghĩ là về phần dược của tôi là tôi quan tâm nhất. Bởi vì ví dụ ở đây là tờ hướng dẫn sử dụng của clarithromycin, người ta liệt kê hàng loạt các cái thuốc mà chống chỉ định không được phối hợp với cả clarithromycin. Như vậy là có lẽ đầu tiên đó là thông tin trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc cần phải được tìm hiểu cẩn thận. Điểm thứ ba để chúng ta phòng tránh đó là chúng ta chú ý đến những người bệnh đặc biệt. Người bệnh đặc biệt mà hoặc là những bệnh lý đặc biệt có nguy cơ xuất hiện tương tác thuốc, bệnh nhân cao tuổi, bệnh nhân bệnh nặng, nhiều bệnh nền, hoặc là những một số bệnh lý mà chúng ta nhìn thấy là thuốc sử dụng trong đó có nguy cơ xuất hiện tương tác thuốc rất nhiều, trong đó thuộc về bệnh lý hô hấp, hai bệnh lý mà có gặp nhiều tương tác là COPD và hen phế quản. Các nhóm thuốc mà chúng ta để ý đến có gặp nhiều tương tác, chúng tôi cũng đã lấy ví dụ ở trong bài trình bày của mình rồi. Những cái thuốc mà đây là những cái thuốc hoặc là có phạm vi điều trị hẹp, hoặc là những cái thuốc mà kiểu như mycin kháng sinh như là macrolide hay là kháng nấm nhóm azole, là khi chúng ta đặt bút kế đơn chúng ta cũng hết sức thận trọng xem có tương tác hay không. Khi mà chúng ta đã có một cái cảnh báo liên quan tương tác thì các bác sĩ cần đặt câu hỏi gì để chúng ta quyết định đi việc kê đơn tiếp như thế nào? Chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi là liệu nếu chúng ta kê cái thuốc này thì liệu có hậu quả hay không? Nếu hậu quả hay là nó phải sau một khoảng thời gian nó mới có hậu quả. Thứ hai là bệnh nhân liệu tương tác là lý thuyết, dược sĩ cảnh báo như thế, nhưng mà bệnh nhân của chúng ta có yếu tố gì để cái hậu quả tương tác nó xảy ra nó dễ dàng hơn hay không? Liệu cái tương tác này có phải là chung của cả nhóm hay không? Hay là tôi có thể đổi cái thuốc, tôi để tránh tương tác tôi có thể đổi cái thuốc khác trong cùng nhóm mà không có tương tác thuốc? Câu hỏi thứ tư là liệu tương tác này có ý nghĩa lâm sàng, tức là bắt buộc tôi phải điều chỉnh cái kê đơn của mình hay không? Cái này nó phụ thuộc rất nhiều vào phạm vi điều trị của cái thuốc mà chúng bị chịu tương tác. Và cuối cùng là từ đó chúng ta sẽ trả lời câu hỏi là liệu chúng ta sẽ kê đơn thuốc hay chúng ta chống chỉ định không phối hợp những cái thuốc đó, chúng ta chọn thuốc khác, chúng ta tăng cường giám sát, chúng ta chỉnh liều thuốc hay là chúng ta thay thuốc khác cho phù hợp.
Như vậy thì có lẽ là cái điểm cuối cùng mà dược lâm sàng có thể làm được, tôi muốn chốt lại đây, đó là vấn đề quản lý kê đơn bằng các cái phần mềm hỗ trợ kê đơn thuốc. Ở bệnh viện Bạch Mai tôi xin chia sẻ kinh nghiệm và chắc nhiều bệnh viện cũng đã làm được, đó là đầu tiên các dược sĩ sẽ xây dựng một cái danh mục tương tác thuốc, mà đặc biệt chúng tôi lưu ý đến những cái tương tác thuốc thuộc mức độ chống chỉ định, tức là để cảnh báo các bác sĩ không kê đơn. Và khi mà các bác sĩ bật cái phần mềm tương tác thuốc đấy kèm theo phần mềm kê đơn, thì nếu các bác sĩ ngồi ở khoa khám bệnh bệnh viện Mai thì có cái phần mềm này, phần mềm I3, thì như vậy nếu chúng ta kê chẳng may kê vào cái tương tác thuốc, cái đơn thuốc mà có tương tác thuốc, thì như vậy nó sẽ hiện ra cảnh báo và từ đó các bác sĩ sẽ đọc cái cảnh báo đó, các bác sĩ sẽ hoặc là đồng ý với cảnh báo là coi như chúng ta sẽ chọn tương tác khác, hoặc là chúng ta sẽ đi tiếp nếu sau khi chúng ta cân nhắc vấn đề lâm sàng và các yếu tố nguy cơ trên bệnh nhân. Và cái phần mềm như thế nó rất hữu ích, nó giúp cho ngăn chặn những cái đơn thuốc mà có tương tác thuốc. À, ví dụ như đây là các bác sĩ kê đơn levofloxacin kèm theo với cả cho một viêm phế quản cấp, kèm theo với cả domperidone. Tương tác này là xếp vào hàng chống chỉ định vì hai thuốc này có làm tăng nguy cơ kéo dài khoảng QT, nguy cơ loạn nhịp. Hay là có cái tương tác thuốc nghiêm trọng ở đây là levofloxacin kết hợp với cả gastroponzit chẳng hạn, thì nó làm giảm hấp thu của levofloxacin và có thể làm giảm hiệu quả điều trị. Cái này đã được cảnh báo kịp thời đến bác sĩ. Và chúng tôi rất vui mừng khi mà những cái phần mà cảnh báo qua hệ thống cảnh báo đấy thì cái số lượng tương tác thuốc chống chỉ định được cảnh báo nó giảm dần. Tức là các bác sĩ đã để ý hơn rất nhiều đến cái việc kê đơn. Như vậy để kết thúc bài trình bày của mình thì chúng tôi mong muốn làm một cái bài trình bày ngắn gọn như thế này để các bác sĩ để ý hơn đến vấn đề tương tác thuốc. Để ý hơn để chúng ta không ngại cái vấn đề này. Bởi vì chúng ta phải chung sống với nó. Đã kê đơn thuốc là có thể có xuất hiện tương tác. Nhưng làm thế nào để chúng ta xử lý được nó, chúng ta quản lý được nó. Có lẽ những cái nguyên tắc sở ở trong slide kết luận này sẽ tóm gọn tất cả những cái thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải đến các bác sĩ. Đó là chúng ta phải xem xét kỹ tiền sử dụng thuốc. Bởi vì tương tác thuốc thường xảy ra không phải là cái đơn thuốc chúng ta kê, mà nhiều khi chúng ta hay gặp tương tác thuốc giữa chúng thuốc chúng ta kê với những thuốc bệnh nhân đang sử dụng, hoặc những cái thuốc khác mà các chuyên khoa khác mà các bác sĩ đã kê. Thứ hai là chúng ta cố gắng là tránh polypharmacy, tránh những cái thuốc mà có nguy cơ tương tác cao nếu không thực sự cần thiết. Thứ ba là nếu những bệnh nhân mà chúng ta bắt buộc phải kê đơn kháng sinh hay kháng nấm, mà trên nền những cái bệnh nhân mà chúng ta có những xảy ra tương tác thuốc, thì những cái thuốc đấy, những cái thuốc mà điều trị bệnh mãn tính, chúng ta có thể cân nhắc là chúng ta trì hoãn điều trị, chúng ta ngừng cái thuốc đó trong thời gian kê đơn kháng sinh kháng nấm nếu điều kiện lâm sàng cho phép. Thứ tư là chúng ta luôn luôn đánh giá nguy cơ trên bệnh nhân, đặc biệt những cái bệnh nhân có yếu tố nguy cơ xuất hiện hậu quả tương tác thuốc rất cao, bệnh nhân suy gan hoặc bệnh nhân suy thận. Thứ năm là chúng ta cân nhắc chọn nhóm thuốc và thuốc ít có nguy cơ tương tác. Như vậy là các thuốc trong cùng một nhóm, nếu chúng ta nắm được cái sự khác biệt về tương tác thuốc cũng sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều trong việc lựa chọn thuốc. Thứ sáu là cố gắng là tránh những cái thuốc có độc tính và tác dụng phụ nghiêm trọng. Cái này thì hơi khó trong thực hành. Tránh các thuốc phối các thuốc có cùng tác dụng không mong muốn vì nguy cơ hiệp đồng tác dụng phụ. Sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả, bởi rất nhiều tương tác thuốc hậu quả của nó phụ thuộc rất nhiều vào liều. Và cuối cùng là không quên đánh giá khả năng tuân thủ điều trị của bệnh nhân, đặc biệt khi mà chúng ta phối hợp các cái thuốc có thể ảnh hưởng quá trình hấp thu bệnh nhân, ảnh hưởng đến những cái thuốc dùng đồng thời với nhau cả ảnh hưởng đến hấp thu, thì vai trò dặn dò của bác sĩ khi bệnh nhân sử dụng thuốc đơn thuốc ngoại trú sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Như vậy với những nội dung trên thì chúng tôi xin kết thúc bài trình bày của mình ở đây và hy vọng những cái thông điệp về tương tác thuốc sẽ được truyền tải đến các bác sĩ điều trị. Một lần nữa xin cảm ơn các thầy trong chủ đạo đoàn và các đồng nghiệp đã chú ý lắng nghe.